Chào tất cả mọi người, hôm nay Ngọc Ánh trân trọng gửi tới quý khách hàng một căn nhà thuộc với phường Phú Lão, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội. Diện tích là 30m², thiết kế và xây dựng là 5 tầng, đầy đủ công năng sử dụng sinh hoạt xung quanh nha mọi người. Từ vị trí của ngôi nhà này mà đi ra tới chợ Xóm thuộc phường Phú Lão, nó chỉ vào phạm vi bán kính 300m thôi mọi người ạ. Rất là gần với Ủy ban Nhân dân phường Phú Lão, nó chỉ khoảng tầm 200m thôi, gần với chợ dân sinh, gần với trường mầm non tiểu học, cách với lại trục đường quốc lộ 21 nó chỉ khoảng tầm 600m. Và từ vị trí ngôi nhà đi ra trường Đại học Đại Nam nó chỉ khoảng tầm 1km thôi, rất là gần, cách ngã ba Ba La 1,5km thưa quý vị. Và căn nhà này đã có đầy đủ sổ đỏ chính chủ, giấy tờ pháp lý hợp lệ. Với căn nhà, hướng nhà là hướng Đông Nam, như mọi người có thể quan sát, ngõ trước nhà 2m2 và cách với trục đường ô tô đi nó khoảng tầm 50m thôi nha quý vị. Đây ạ, với căn nhà này mọi người có thể nhìn thấy thiết kế là 5 tầng với mặt tiền. Toàn bộ mặt tiền của ngôi nhà đã được ốp đá granite. Cửa chính của ngôi nhà thì thiết kế 2 lớp, bên ngoài là sắt hộp sơn tĩnh điện, bên trong là cửa nhôm hệ Việt Pháp nha mọi người. Mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh vào vị trí cụ thể của căn nhà này. Hướng nhà thì là hướng Đông Nam, mùa đông thì rất là ấm và mùa hè thì rất là mát. Vị trí này rất gần với lại khu dân cư, nói chung là nằm ở trong cái khu dân cư đông đúc, đi lại vô cùng tiện lợi nha mọi người. Mời quý vị vào phía tầng 1 của ngôi nhà. Tất cả mọi thứ đều như trên hiện trạng video nha mọi người. Với phần tầng 1 của ngôi nhà đây, mọi người có thể nhìn thấy phần phòng khách đây, thiết kế rất là đẹp. Chủ đầu tư là để nguyên cho mình một bộ bàn ghế ở đây này, cùng với lại quạt trần này. Và xung quanh đây, ở đây là cái tấm ốp mọi người nha, tấm ốp gỗ. Và đây là cái giả đá nha mọi người, cái miếng ốp giả đá rất là đẹp. Trang trí, à, đây là phần kệ để tivi, vô cùng hợp lý với cái tầng 1 này nha mọi người. Gạch lát nền như mọi người có thể nhìn thấy đây, kích thước là 60-60, ốp sen kẽ hai màu, màu trắng và màu đen, làm cái không gian của cái ngôi nhà nó rất là sang trọng nha. Đây, phần phòng khách bố trí rất là hợp lý nha quý vị. Tiếp theo, tầng 1 của ngôi nhà thì còn có một phòng vệ sinh và đồng thời là có một cái gian phòng bếp. Không gian phòng bếp thì rất là thoáng, rất là rộng. Ở đây hồ sơ điện này, hồ sơ nước đều đã được hoàn thiện đầy đủ rồi nha mọi người. Nước sạch sử dụng là nước sạch quận Hà Đông và điện lực Hà Nội. Với cái nhà thiết kế theo cái hình thức là liền kề phân lô thì quý khách hàng cứ yên tâm rằng là chủ đầu tư toàn bộ thiết kế là riêng biệt từng cái đồng hồ nước, đồng hồ điện và cái tường riêng, móng riêng, cột riêng nha quý vị. Đó, cái gian phòng bếp này nhỏ xinh nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng, phụ kiện bếp đi kèm toàn bộ là chất liệu inox 304 nha mọi người. Đấy, rất là đẹp. Tủ gỗ An Cường, mà tủ gỗ An Cường thì chắc chắn là khá nhiều người biết rồi. Chậu rửa, vòi rửa đều là chất liệu inox 304, mặt bếp ốp đá đen granite và xung quanh bếp toàn bộ là ốp gạch 30-60, rất là dễ dàng vệ sinh nha mọi người. Đấy, với cái căn phòng bếp nhỏ xinh nhưng mà đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng. Và cái vị trí thì chắc chắn luôn là quý khách hàng nào cũng có thể quan tâm, bởi vì cái phân khúc giá của nó rất là hợp lý. Đồng thời vị trí thì lại vô cùng tiện, gần với lại trường Đại học Đại Nam, gần với lại ngã ba Ba La, gần với lại trục đường quốc lộ 21. Trời ơi, quá là ok, quá là tiện với cái căn nhà này. 5 tầng cơ mà, đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng nha. Tiếp theo đó chính là cái phần phòng vệ sinh tầng 1. Đó, tầng vệ sinh thì đầy đủ về hệ thống bồn cầu, vòi xịt, vòi rửa, cũng như là hệ thống máy bơm nước tự động lên trên 5 tầng của ngôi nhà nha mọi người. Đứng từ vị trí phòng bếp mà quan sát ra phòng khách đây mọi người ơi, thấy không ạ? Rất là hợp lý, nhỏ xinh, 30m, nhưng mà chủ đầu tư thiết kế thì phải nói thẳng luôn là có thiết kế mọi người ạ. Cho nên là cái tận dụng từng gọi là cái từng mét một của ngôi nhà để thiết kế làm sao cho nó hài hòa nhất. Tiếp theo đó chính là cái phần cầu thang đi lên giữa các tầng. Thì toàn bộ mặt bậc cầu thang của bậc được thiết kế là toàn bộ là đá granite. Và cái tay vịn cầu thang từ tầng 1 cho tới lên tầng 5, đây mọi người có thể quan sát dùng Ngọc Ánh, toàn bộ là chất liệu gỗ lim, rất là đảm bảo về cái chất lượng công trình nha mọi người. Với tầng 2 của ngôi nhà thì là thiết kế phòng vệ sinh ở phía bên ngoài cầu thang đi lên. Và đồng thời là có một cái căn phòng ngủ ở đây nha mọi người. Phòng ngủ đây mọi người có thể nhìn thấy toàn bộ trên phía phần phòng ngủ của ngôi nhà. Chủ đầu tư là lát sàn gỗ, đầu tư sàn gỗ công nghiệp. Đấy, và lát toàn bộ là đây mọi người có thể nhìn thấy giúp em luôn. Đó,
rèm cửa này, hướng nhà thì rất là mát. Cửa sổ hướng ra phía bên ngoài được thiết kế hai lớp để an toàn cho ngôi nhà, hai lớp cửa. Bên ngoài là cửa nhôm hệ Việt Pháp và bên trong là cửa sắt sơn tĩnh điện. Tất cả các phòng ngủ đều được chủ đầu tư hết cả ống chờ, dây chờ và áp chờ điều hòa. Với cái không gian căn phòng này thì đấy mọi người có thể nhìn thấy luôn là có thiết kế trần thạch cao này, hệ thống đèn led chiếu sáng này, và xung quanh đây này ốp tất cả là đều ở xung quanh là trần phào này, cũng như trang trí giấy dán tường Hàn Quốc rất là đẹp ạ. Đấy, đây nha mọi người, phòng ngủ rất là rộng, vuông vắn, rất là dễ dàng kê đồ và cũng như là bài trí cái không gian nội thất ở phía trong gian phòng ngủ cho mình nha. Với cái giá chào bán của cái căn nhà này chỉ nhỉnh 2 tỷ một chút xíu thôi nha quý vị. Quý vị muốn biết thêm thông tin chi tiết thì vui lòng gọi điện cho Ngọc Ánh nha. Nó chỉ nhỉnh 2 tỷ một tí thôi và có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng nào có nhu cầu. Đó, cửa thông phòng đây mọi người ạ. Cửa thông phòng của ngôi nhà đây. Đó. Và phía tầng 2 thì có một cái không gian phòng vệ sinh đây mọi người ạ. Ở phía cầu thang đi lên. Phòng vệ sinh thì đầy đủ hệ thống bồn cầu cũng như là hút mùi, cửa sổ thoáng ra bên ngoài, sen tắm nóng lạnh này, bồn cầu liền khối này. Nói chung đáp ứng đầy đủ công năng cho một hộ gia đình sử dụng theo từng tầng. Vậy tầng 3, tầng 4 thiết kế như thế nào? Mời quý khách hàng theo em nhé. Với tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà thì được thiết kế tương tự như tầng 2, gồm đầy đủ về phòng ngủ và một phòng vệ sinh nha mọi người. Mỗi tầng một phòng ngủ, một phòng vệ sinh. Đây mọi người ạ, đấy, phòng ngủ nào cũng được lắp sẵn sàng rèm cửa cũng như là trang trí bên trong. Một chút về cái trần thạch cao cũng như là cái tường này để mọi người có thể nhìn thấy này, giấy dán tường. Đó. Thực ra nó rất là đơn giản thôi nhưng mà nhìn cái không gian phòng ngủ nó cảm giác nó rất là sinh động. Và toàn bộ ở các phòng ngủ thì đều được chủ đầu tư là lát sàn gỗ công nghiệp nha mọi người. Nhà vệ sinh tầng 3 thiết kế tương tự như tầng 2. Mời quý khách hàng theo Ngọc Ánh lên trên phía tầng 4 của ngôi nhà. Như Ngọc Ánh vừa chia sẻ rồi, mỗi tầng, tầng 2, tầng 3, tầng 4 của ngôi nhà được thiết kế gồm một phòng ngủ và một phòng vệ sinh. Phòng ngủ tầng 4 đây mọi người nha. Đó, rất là rộng, rất là vuông vắn. Đây, quý vị nhìn thấy không ạ? Phòng ngủ thiết kế rất là rộng, vuông vắn lắm luôn đấy. Giá chào bán của cái căn nhà này cụ thể là 2 tỷ 050 triệu đồng nha mọi người. Chủ đầu tư sẽ bao toàn bộ phí thuế sang tên sổ cho khách hàng, có hỗ trợ vay vốn ngân hàng với khách hàng có nhu cầu, sổ đỏ đầy đủ rồi nha. Đó. Nhà vệ sinh tầng 4 đây ạ. Tương tự như các phòng 2, 3, 4 giống hệt nhau nha mọi người. Đầy đủ toàn bộ hệ thống sen tắm cũng như bồn cầu, lavabo. Và phần cuối cùng, phần còn lại của ngôi nhà đó chính là tầng 5. Mời quý khách hàng theo chân Ngọc Ánh lên khám phá tầng 5 nha. Với cái tầng 5 của ngôi nhà thì thiết kế ở trên phía bên trên này có cái giếng trời để lấy toàn bộ ánh sáng xuống khu vực cầu thang. Đây mọi người có thể nhìn thấy đây, ánh sáng, ánh nắng chiếu xuống khu vực cầu thang. Và trên tầng 5 thì được thiết kế như sau, gồm một phòng thờ lớn và một sân phơi. Với cái không gian phòng này thì thực ra quý khách hàng của em có thể về chia thêm phòng, cái này là tùy mọi người nha. Nhưng mà cái phòng đây mọi người có thể nhìn thấy đây, rất là rộng, đều có cửa sổ hướng ra phía bên ngoài này, rất là mát. Wow, mở cửa ra mình thấy gió mát cực kỳ luôn đấy. Và hệ thống tay vịn cầu thang như mà Ngọc Ánh vừa chia sẻ đây mọi người nha, hệ thống tay vịn cầu thang đây, toàn bộ từ tầng 1 cho tới lên tầng 5 đây mọi người có thể nhìn thấy. Phần cuối cùng, phần còn lại của ngôi nhà đó chính là phần sân phơi. Đây, mời quý khách hàng ngắm nghía một chút về cái phần sân phơi và nhìn xung quanh giúp em. Rất là nhiều nhà cao tầng nằm ở trong khu vực dân cư đông đúc. Vị trí thì quá là tiện lợi, rất là ok nha mọi người. Mọi người muốn biết thêm thông tin chi tiết hơn nữa về vị trí ngôi nhà này và vị trí các khu vực khác, giá chào bán căn thấp nhất hiện tại của bên Ngọc Ánh là 1 tỷ 350 triệu đồng thôi. Quý khách hàng muốn biết thêm thông tin, vui lòng gọi điện cho em theo số điện thoại phía trên màn hình 0983013403 hoặc 0888041444 nhé. Mọi người xem video đừng quên nhấn vào nút like để ủng hộ em. Nhớ đăng ký kênh để có thể là những quý khách hàng đầu tiên cập nhật được những thông tin bất động sản mới nhất từ bên nhà tốt nha. Xin chào và hẹn gặp lại.